để giải quyết một số các cái cơ chế di truyền ở người. Cụ thể tức là dùng cái tương tác áp chế để giải thích sự di truyền của nhóm máu ABO. Ở người chúng ta, cái nhóm máu ABO thì như đã nói trên, nó được quy định bởi một cái gen y. Nhưng trong những nghiên cứu về sau này người ta thấy là nó được quy định bởi hai cái gen không allele, đó là Y và H. Gen H ấy thì nó có hai cái loại kiểu hình, nó có hai allele, đó là H lớn và H nhỏ. Trong đó tức là H thì nó quy định hình thành một cái chất H, đây là cái tiền chất của kháng nguyên hoặc bền. Trong khi đó thì cái gen H nhỏ thì không có khả năng tạo ra cái chất này. Và vì thế dù cái người mà có mang gen IA hoặc IB, nhưng nếu mà nó có cái kiểu gen đồng hợp H nhỏ thì cũng không có kháng nguyên. Và vì thế người ta gọi đó là O bom bay. Tại sao gọi O bom bay? Từ vì cái nhóm O này lần đầu tiên ta phát hiện ra ở một cái nhóm người tại cái thành phố Bombay của Ấn Độ. Trên ta đặt nó là O Bombay. Và số người này nó không nhiều. Cái số lượng O Bombay nó không nhiều. À, nó không nhiều. Còn lại cái nhóm O mà như các bạn ở đây ngồi ấy, thì phần lớn là nó ở cái trạng thái bình thường. Trạng thái bình thường là sao? Tức là nó chứa cặp gen Y0, Y0 hoặc là Y nhỏ. Các bạn. À. Và nó cũng không có kháng nguyên. À. Như vậy nó có hai trường hợp không có kháng nguyên. Mà không có kháng nguyên. Tuy nhiên cái người nhóm O này thì có khả năng cho máu cho những cái nhóm máu khác. Trong khi đó người nhóm máu O Bombay thì không có khả năng cho. Cho nên nếu như nó được truyền máu cho các nhóm khác thì nó gây ra cái biến chứng trong truyền máu. Nó biến chứng trong truyền máu. Và nó còn gây ra một cái hiện tượng khác rất là hy hữu. Đó là bố mẹ có thể mang nhóm máu O. Mẹ có thể mang nhóm máu O. Nhưng con sinh ra lại có nhóm máu khác. A, B hoặc là A, B. Trên đây cũng là một cái trường hợp rất hy hữu. Mà do cái tương tác áp chế lạnh của cái gen H nó gây ra ở người. Cho nên trong khi truyền máu ở người Việt Nam chúng ta thì hầu như không có cái nhóm này. Nhưng mà ở Ấn Độ thì cái chuyện đó cần phải nghiên cứu rất là kỹ. À, rất là kỹ. Đối với những cái người cho máu cũng như những cái nhân viên ở trong ngân hàng máu. Chúng ta sang cái yếu tố tiếp theo đó là di truyền đa nhân tố. Cái di truyền đa gen ấy là một cái di truyền mà trong đó có nhiều cái gen nó cùng tác động theo một hướng để làm tăng cường hoặc là để biểu hiện một cái tình trạng. Thì chúng ta trong cái đó chúng ta nghiên cứu cái hiện tượng đầu tiên đó là tương tác cộng gộp. Tương tác cộng gộp là một cái hình thức di truyền đa gen mà trong đó nhiều gen không allele đồng thời tác động làm tăng cường hoặc làm giảm cái cường độ biểu hiện của một tình trạng nào đó ở sinh vật. Trong cái sự tương tác của hai cặp gen sẽ cho được tỷ lệ 15:1. Còn trong tương tác ba cặp gen cho tỷ lệ 63:1. Trong quá trình tương tác của các cái gen tương tác cộng gộp này thì mỗi một gen nó đóng góp một cái phần như nhau để quy định cái tình trạng đó. Hay nói khác nó một ngang nhất là cộng dồn, cho nên ta gọi là cộng gộp các cái tình trạng đó. Và cái tương tác cộng gộp này thường ta gặp ở các cái tình trạng quy định số lượng, tính giải số lượng. Ví dụ như là các cái tình trạng cân đong đo đếm được, ví dụ chiều cao, ví dụ như cân trọng, ví dụ như là số lượng trứng
ở trong một cái lứa gà vân vân, thì đó là tính đại số lượng, nó cân đong đo đếm. Để phân biệt những cái trường hợp khác thì các cái gen mà tương tác tổng hợp thì là ký hiệu nó cùng bằng một chữ cái. A là A và B là B. Chỉ khác là ở bên cạnh các chữ cái nó có các số để đánh thứ tự, số thứ tự để đánh cái đánh dấu các cái gen đó. Đây là gen số 1, số 2, số 3, số 4 vân vân. Và đó thì nó cùng như vậy. Và cái hiện tượng đầu tiên người ta phát hiện nó là ở cái sự di truyền của cây lúa mì. Ở lúa mì nó có hai cái dòng chủ đạo là hạt đỏ và hạt trắng. Đem lại các cái dòng thuần chủng lại với nhau thì F1 thu được toàn là hạt đỏ. Còn F2 nó phân ly theo lệ cứ 15 hạt đỏ thì có một hạt trắng. Cái sự hình thành tỷ lệ 15:1 này được giải thích rằng là cái sự tạo thành màu sắc ở cây này nó được quy định bởi hai cặp gen. Không phải là chúng tác động cộng gộp với nhau để quy định tính chất. Những cái cây nào mà có chứa kiểu gen thì đều cho hạt đỏ. Còn những cây không chứa gen trộn hay là chỉ đồng hợp tới lặng thì nó có hạt màu trắng. Hạt màu trắng. Điều đó được kiểm chứng bằng cái sơ đồ lai dưới thì chúng ta thấy nó ra đúng như thế. Có 15 cái tổ hợp giao tử có chứa gen trộn thì đều cho hạt đỏ. Còn lại thì chỉ có 1/16 là cho hạt trắng mà thôi. Tuy nhiên người ta thấy một điều thì không phải màu hạt của các cái hạt đỏ giống như nhau. Giống như nhau. Và trong số hạt đỏ thì có hạt đỏ thẫm, có hạt đỏ nhạt, rồi có hạt màu vân vân. Cho đến cuối cùng là màu trắng. Tuy nhiên trong một cái môi trường mà có cái độ chiếu sáng mạnh thì các cái màu dù là đỏ nhạt hay dù là hồng thì nó cũng chuyển thành cái màu đỏ. Cũng giống như chúng ta, có người da ngăm đen, có người da hơi trắng. Tuy nhiên nếu chúng ta cùng bị phơi nắng, phải đó, cởi trần phơi nắng, thì sau đó một thời gian thì cái màu da nó gần giống nhau. Đó, nó gần giống nhau. Cái người mà da đen thì nhanh bắt màu nắng hơn. Còn cái người mà da trắng thì lâu hơn. Nhưng nếu như vậy thì là chúng ta thấy rằng là cho nên là khi chúng ta gặp nhau mà một người đi ra nắng nhiều hoặc là chúng ta đi ra đường nhiều vào mùa hè thì chúng ta nói ngay ôi giời bạn chỗ này trông đen thế. Thế thì cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Trên nó gần như nhau. Trên người ta nói là 15 cái hạt đỏ thì mới có một hạt trắng. Cái điều đấy các bạn trong khi đi ra chợ chúng ta thấy những người ta bán các cái gạo lứt mà gạo đen ấy, thì chúng ta thấy là lác đác trong đấy có những hạt trắng. Cái điều đó tức là nếu chúng ta không biết thì chúng ta nghĩ rằng là người ta đem ta trộn cái trắng vào để bán cho nó cao giá, nhưng không phải, trong đó bao giờ cũng có hạt trắng, dù ít dù nhiều. Ở người chúng ta cũng như vậy. Ở người chúng ta màu da nó cũng được quy định bởi ba cặp gen. Những cái người nào mà có gen trội thì da của nó đen. Còn những người nào mà không có gen trội thì da trắng. Da trắng. Tuy nhiên trong số những người da đen đó, cái màu đen của nó có mức độ khác nhau. Mức độ khác nhau. Thế thì mức độ đó nó được biểu hiện bằng cái gì? Nó được biểu hiện bởi cái tác động đa gen. Tác động đa gen này nó có một tính chất, đó là cái tính chất biến dị nó liên tục.
tính chất biến dị liên tục, chuyển từ cái trạng thái này sang cái trạng thái khác. Cho nên là người ta gọi cái tính trạng số lượng, đó chính là cái tính trạng, là những cái tính trạng có cái biến dị liên tục. Và nói như ở trên nói, tức là đây là những tính trạng do đa gen nó quy định. Người ta thấy số gen càng lớn tham gia vào cái sự quy định một tính trạng nào đó, thì cái tính biến dị này, nó cái tính liên tục của nó càng lớn. Đó. Bởi vì cái số lớp tiêu hình nó lớn, bởi vậy trên cái sự khác biệt nó chuyển biến, cái tiền tử. Và nếu người ta biểu diễn nó trên một cái sơ đồ cột, thì chúng ta thấy nó theo cái phân bố này. Và nếu mà xây dựng theo cái đồ thị chuẩn thì nó có cái đồ thị hình chuông. Đây cái đường phân phối chuẩn. Những cái đối tượng mà không có gen trội hoặc là toàn bộ là gen trội thì chiếm tỷ lệ nhỏ. Những cái loại có 3, những loại có 2, những loại có 1 thì nó chiếm cái tỷ lệ là, nên nó phân bố theo cái đường chuẩn này. Ở đây các bạn thấy đấy là đỏ sẫm, đỏ nhạt, xong rồi hồng, xong rồi trắng. Tuy nhiên nếu như cái số lớp, cái số của nó tăng lên thì giữa cái đỏ sẫm này với đỏ nó lại có một cái màu trung gian. Giữa cái đỏ với đỏ nhạt này nó có phần trung gian. Giữa đỏ nhạt và hồng nó lại có cái đối tượng trung gian. Trên cái đường phân bố của nó là theo cái phân bố chuẩn liên tục. Cho nên là cái tính chất của cái anh này, tức là nó là biến dị liên tục. Chúng ta sang vấn đề thứ hai là di truyền đa nhân tố. Thế di truyền đa nhân tố là gì? Di truyền đa nhân tố là cái hình thức di truyền mà trong đó có nhiều cái yếu tố tham gia để quy định tính trạng. Di truyền đa nhân tố là một trường hợp của di truyền đa gen. Nhưng nó, cái sự biểu hiện thành tính trạng của nó thì nó chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường. Nói một cách nôm na là sự di truyền đa nhân tố chính là sự di truyền có sự kết hợp giữa yếu tố di truyền và môi trường. Thế thì di truyền đa nhân tố có đặc điểm gì? Người ta thấy di truyền đa nhân tố nó chịu sự kiểm soát của nhiều cái nhân tố, gồm nhân tố di truyền và môi trường. Và trong đó nhân tố môi trường có ảnh hưởng rõ rệt đến sự hình thành của tính trạng. Và cái tính chất của cái di truyền đa nhân tố này là nó có tính, có thể có tính biến thiên liên tục hoặc là gián đoạn. Tự vì do nó chịu ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện môi trường, cho nên nếu như điều kiện thuận lợi thì nó biểu hiện ra liên tục. Nếu nó môi trường không thuận lợi thì nó bị gián đoạn. Nó chỉ biểu hiện một trạng thái nào đấy thôi, chứ còn những trạng thái khác không biểu hiện. Đấy là người ta gọi là gián đoạn. Đó. Chứ nó khác với di truyền đa nhân tố, di truyền đa gen bình thường đó, chỗ đó. Thì người ta thấy ở người chúng ta có rất nhiều các bệnh lý di truyền như là ung thư, cao huyết áp, tiểu đường, bệnh lũ lẫn vân vân, thì nó di truyền theo kiểu đa nhân tố này. Từ vì các cái bệnh này nó có cái yếu tố bên trong, trên ta còn gọi nó là bệnh tố bẩm di truyền, tức là cái bệnh đã khi sinh ra anh đã mang cái gen ấy rồi, thì nếu như trong quá trình sống nó gặp cái điều kiện thuận lợi thì nó sẽ phát sinh bệnh, còn nếu nó không gặp điều kiện thuận lợi thì nó sẽ không phát sinh. Thế cho nên là cái việc ở đây nó có liên quan đến cái cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta tránh xa những yếu tố bất lợi
chúng ta có một cái cuộc sống lành mạnh, không rượu chờ cờ bạc ba đạo rồi hút sách vân vân, nó ảnh hưởng đến cái đời sống, thì cái việc mà chúng ta mắc các cái bệnh này nó sẽ bị hạn chế, nó bị hạn chế. Như vậy rõ ràng là cái sự tương tác của gen nó xảy ra với rất nhiều cái hình thức khác nhau, và các hình thức này nó có ảnh hưởng rất lớn đến cái sự hình thành các tính trạng, nó ảnh hưởng tính trạng. Ở trên chúng ta đã nói cái từ ở trên chúng ta nói, tức là các tính trạng đã được quy định có thể do một gen, nó có thể quy định bởi nhiều gen, nhiều gen. Cũng có một số tính trạng nó được quy định bởi chỉ có một gen nhưng mà quy định nhiều tính trạng, nhiều tính trạng. Tuy nhiên điều đó cũng chưa nói hết những cái tính trạng các sinh vật. Ở các sinh vật nói chung nó còn có những cái tính trạng mà cái sự biểu hiện của nó thì nó gói gọn các cái ở trên, nó có thể do một gen, nó có thể do nhiều gen, nó quy định. Những tính trạng như vậy gọi là tính trạng hỗn tạp, và thường những tính trạng này nó do nhiều cái gen nó quy định, nhiều gen quy định. Ví dụ như chúng ta biết là ở người nó có một cái tật gọi là điếc, một cái tật gọi là điếc, thì người ta thấy là cái bệnh điếc này ở người thì nó liên quan đến 50 cái gen khác nhau. Và các cái gen này nó có thể tác động cái độc lập mà nó tương tác với nhau để quy định cái việc này, tức là quy định cái tính lực. Nếu như một cái gen nào đó bị đột biến thì nó sẽ làm cho người đó bị điếc. Và các cái tính trạng này nó cũng có thể chịu sự tác động của cái yếu tố môi trường. Yếu tố môi trường. Cho nên là có những cái điếc là do môi trường. Ví dụ chúng ta ngoáy tai không đúng, là đang đúng, nó có thể thủng bằng gì vậy, vân vân. Thì trong trường hợp đó nó dễ khắc phục thôi. Nhưng nếu như cái sai sót trong gen thì cái điều đó là hầu như không có khả năng. Thế thì trong cái trường hợp mà những cái chức năng hoàn toàn như vậy do một cái phức hợp gen nó quy định, thì làm thế nào chúng ta biết khi nào nó là do một gen tác động hay khi nào nó là do nhiều gen nó tương tác với nhau để quy định? Thì người ta để mà thực ra thì trong một số trường hợp người ta dùng cái phép hỗ trợ để xác định được cái gen đột biến nó thuộc về cái kiểu gen nào. Thế đây là một cái sơ đồ bệnh điếc ở người. Thì cái sơ đồ đầu tiên người ta thấy rằng là nó ở các cái gen này nó có cái tương tác bổ trợ với nhau. Trong trường hợp nếu mà người ta phân tích một cái pha hệ và thấy rằng bố mẹ của nó bị điếc, bố mẹ là bị điếc, nó không nghe được âm thanh, nhưng mà sinh ra đứa con là nghe được. Cái này quá may mắn, phải không? May mắn. Thế thì là cái điều này rõ ràng một điều, tức là hai cặp gen A và B này nó có cái tương tác bổ trợ nhau. Mỗi một cái anh này đứng riêng rẽ thì nó gây ra điếc, phải các bạn? Nhưng mà trong trường hợp nó kết hợp lại tạo ra một cái cấu trúc có chứa gen mới thì nó làm cho con có nghe được. Cái trong trường hợp thứ hai này, cái sơ đồ kiểm chứng người ta thấy rằng là bố mẹ cũng bị điếc, thế nhưng mà sinh ra tất cả các con đều bị điếc cả. Cái điều đó chứng tỏ rằng cái sự bổ trợ của các gen này không xảy ra, và các cái gen này nó là độc lập trong cái sự quy định cái tình trạng này, và nó có tác động sinh sản đối với cái tập điếc này. Đấy các bạn ạ. Cho nên là nó có nhiều cái dạng quy định tính trạng khác nhau
ở các cái sinh vật này. Thế thì là từ những cái nghiên cứu từ tác động một gen, tác động đôi gen, tác động đa gen, rồi đa nhân tố, vân vân. Thì các bạn thấy rằng là như vậy tôi trả rằng là một gen không phải luôn luôn một gen là quy định một tính trạng. Và không phải những cá thể hay có cùng kiểu gen giống nhau thì sẽ có kiểu hình giống nhau. À, bởi vì trong thực tế thấy có những cái người, có những cái cá thể sinh vật mà chúng có kiểu gen khác nhau nhưng có kiểu hình khác nhau. Thế tại sao như vậy? Đó là tùy thuộc vào cái bản chất của gen đó. Hay cụ thể đó là tùy thuộc cái độ đâm xuyên của gen, tùy thuộc vào độ đâm xuyên của gen hoặc là độ biểu hiện của gen. Thấy các bạn, độ biểu hiện của gen. Cái độ đâm xuyên là gì? Độ đâm xuyên là cái khả năng biểu hiện thành kiểu hình của gen đó ở trong quần thể. Nó tính bằng cái tỷ lệ phần trăm một cái kiểu gen nào đó được biểu hiện thành kiểu hình. Một gen có thể được biểu hiện đầy đủ 100% thành kiểu hình khi mà có mặt của nó trong kiểu gen. Nhưng cũng có thể nó không được biểu hiện một cách đầy đủ. Nó không được biểu hiện một cách đầy đủ. Thì trong trường hợp đó ta gọi tức là cái độ đâm xuyên nó không hoàn toàn. Ví dụ như là đối với một cái bệnh người ta gọi là u nguyên bào võng mạc, tức là đây là một cái dạng ung thư mắt, thì cái độ đâm xuyên của nó chỉ 75% thôi. Điều đó nói gì? Điều nói trong 100 người mang gen u thần kinh này, loại u thần kinh này, thì chỉ có 75 người là biểu hiện bệnh thôi. Còn 25 người kia may mắn là không biểu hiện. Nó không biểu hiện bệnh. Cái thứ hai đó là độ biểu hiện của gen. Một gen có thể biểu hiện ở nhiều cái mức độ khác nhau đối với một tính trạng nào đó. Thường thì người ta thấy nó có ba mức độ cơ bản, đó là nặng, vừa và nhẹ, hoặc là mạnh, trung bình và nhẹ. Đó. Thế thì là cho nên đối với một cái gen bệnh thì có người bị bệnh rất nặng, trong cái kiểu gen này anh ta bị bệnh rất nặng, trong kiểu kia thì mức độ của nó là trung bình thôi, vừa phải, và mức độ khác thì nhẹ hơn, à, nó mang cái chất thoảng qua, nó hơi man mác tí so với cái người bình thường. Ngoài cái sự phụ thuộc vào độ đâm xuyên và độ biểu hiện thì nó cái sự biểu hiện tính trạng của gen còn phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố khác. Và cái sự sai khác này về kiểu gen và kiểu hình thì nó có tự thuộc vào nhiều cái kiểu, ví dụ bắt chước kiểu gen và nó bắt chước kiểu hình. Bắt chước kiểu gen là gì? Tức là một cái kiểu hình do yếu tố môi trường gây ra nhưng nó tạo ra cái kiểu hình rất giống với kiểu hình do kiểu gen, được gọi là bắt chước kiểu gen. Ngược lại, có những dấu hiệu của hoàn toàn do môi trường nhưng nó tác động là giống như là cái dấu hiệu do kiểu gen. Thế cho nên là để phân biệt các cái trạng thái này, các bạn thấy là nó gặp những cái khó khăn lớn. Cho nên từ những cái tác động này làm cho kiểu gen giống nhau nhưng mà kiểu hình của nó không phải lúc nào cũng giống nhau. Thế để làm thế nào để phát hiện được các quy luật di truyền cũng như cái sự biểu hiện của nó ở trong quần thể? Thì đối với các sinh vật
Thì trong dọn giống người ta dùng cái phép lạ của Mendel để xác định cơ sở di truyền của tình trạng. Đó, tình trạng. Còn ở trong ở người thì cái phương pháp lấy giống này không được thừa nhận. Và người ta thay thế nó bằng một cái phương pháp khác. Đó là phân tích phả hệ. Khi đó ta phải nghiên cứu cái gia đình, cái dòng họ đấy theo nhiều thế hệ. Và người ta xây dựng được một cái sơ đồ. Từ sơ đồ đó các nhà chuyên môn sẽ phân tích để xác định được cái bệnh này nó có tính di truyền hay không. Và nếu nó di truyền thì di truyền theo cái quy luật nào. Chính cái điều này nó giúp cho cái nghiên cứu của con người nó trở nên thuận lợi. Nó trở nên thuận lợi. Chúng ta sang cái phần tiếp theo, đó là cái di truyền liên kết của hoán đổi gen và di truyền liên kết của giới tính. Thì ở trong này chúng ta có bốn cái phần, đó là di truyền liên kết, rồi thứ hai là hoán đổi gen, thứ ba là nhiễm trùng giới tính và hệ thống, các cái hệ thống xác định giới tính, và thứ tư là di truyền liên kết giới tính ở ruồi rắn cũng như ở người. Câu hỏi đầu tiên đối với các bạn là trình bày và giải thích hiện tượng di truyền liên kết và hoán đổi gen ruồi rắn và ý nghĩa của nó. Trước hết chúng ta nói về di truyền liên kết. Để nói trước hết chúng ta nắm được những cái khái niệm chung. Để đối chiếu di truyền liên kết, các bạn phải nhắc lại cái tái tổ hợp ở trong cái quy luật phân ly độc lập của Mendel. Thì chúng ta biết rằng là theo quy luật Mendel ấy, nhờ cái quá trình phân ly một cái độc lập và tổ hợp tự do của các nghiệm sắc thể ở trong giảm phân, mà nó luôn tạo ra một cái lượng giao tử. Mới hay cái giao tử tổ hợp cái cảm nhận sắc thể của bố mẹ và tạo ra với cái tần số là 25% mỗi loại. Trên nó tạo ra, luôn luôn tạo ra cái số giao tử 25%. Và vì thế nó tạo ra số tổ hợp, cái cá thể tái tổ hợp thì luôn bằng là 50%. 50%, tức là 90%. Tuy nhiên, ở trong di truyền liên kết thì khác. Thế cái hiện tượng di truyền liên kết này thì được một nhà khoa học người Mỹ là Thomas Morgan. Thì ông là cái người đặt nền móng cho cái thuyết di truyền nhiễm sắc thể. Hay nói cái khác đi, tức là ở cái thời Mendel, như các bạn nhớ lại, tức là Mendel thì xác định là trong cơ thể của chúng ta có các cái nhân tố di truyền. Và cái sự các nhân tố di truyền nó quy định cái tính trạng và nó truyền qua các thế hệ theo những quy luật. Thế nhưng mà cái nhân tố di truyền nó ở đâu và cụ thể nó là cái gì thì người ta chưa biết. Về sau khi cái sự phát triển của khoa học lên thì người ta cho là ở trong nhân tế bào nó chứa một cái loại axit nucleic. Và nó là cơ sở và di truyền ở cấp độ phân tử. Thế còn lại cái axit nucleic đó nó lại cấu trúc như thế nào ở trong các sinh vật cũng như người, thì chính cái quy luật Mendel này, cái quy luật Morgan này, nó nói một điều, tức là cái vật chất di truyền đó được cố kết ở trong nhân của tế bào, ở trên những cấu trúc đặc trưng của nó, đó là nhiễm sắc thể. Thì cái di truyền liên kết là một di truyền để chứng minh rằng gen nằm trong nhiễm sắc thể. Các bạn, và nếu đã gen nằm trong nhiễm sắc thể đó thì chúng di truyền theo những quy luật khác với quy luật này. Cái đây là cái di truyền, cái di truyền, cái di truyền cái lần đầu tiên được Morgan tìm ra trên ruồi giống vào năm 1910. Đó, 1910. Bằng cái phép lai phân tích
bằng phân loại phân tích. Ông dùng con ruồi đực F1 lai phân tích và lại để xác định được là gen đó là liên kết. Để thu được cái ruồi đực F1 này, ông đã lai giữa hai cái ruồi giống thuần chủng. Đó là ruồi thân xám cánh dài với ruồi thân đen cánh cụt. Đây các bạn, đây là cái ruồi thân xám cánh dài, bạn ạ, ruồi thân đen cánh cụt. Lai với nhau thì ở F1 nó cho ra con ruồi cái là thân xám cánh dài, bạn ạ, thân xám cánh dài. Và ông khẳng định đây là hai tính trạng trội, tính trạng trội. Theo cái luật Menen thông thường thì để cái tốc độ nó nhanh thì đáng nhẽ ông lai F2, nhưng mà ông không lai, ông đem lai con ruồi đực F1 lai phân tích. Đây con đực F1 này. Đó. Lai phân tích. Thì ông thấy rằng là ở FB thì nó hình thành ra hai cái loại ruồi thôi. Mà theo phép lai thông tích thông thường của Menden với hai cặp tính trạng nó phải cho bốn loại, bạn ạ. Nhưng đây nó chỉ cho có hai loại thôi. Đó là một loại, hai loại này giống với bố mẹ là thân xám cánh dài và thân đen cánh cụt. Mỗi loại chiếm là 50%. Cái tỷ lệ 50% rõ ràng là khác với cái phép lai phân tích thông thường. Chính vì thế mà ông kết luận rằng các cái gen này nó liên kết với nhau trên một cái nhiễm sắc tài. Liên kết với nhau trên nhiễm sắc tài. Như vậy sự liên kết này đã làm giảm cái số tổ hợp giao tử. Và đương nhiên nếu giảm số tổ hợp giao tử thì nó sẽ giảm cái tính đa dạng. Từ cái thí nghiệm của Menden thì người ta rút ra cái gì? Người ta thấy rằng là cái hiện tượng các gen nằm trên một nhiễm sắc thể được di truyền cùng nhau trong cái quá trình phát sinh giao thể. Cái hiện tượng di truyền liên kết gen trên một nhiễm sắc thể thì các gen đã nằm trên nhiễm sắc thể thì chúng sẽ phân ly với nhau. Chúng sẽ phân ly với nhau và tạo ra một nhóm liên kết. Cái số nhóm liên kết thì được tính bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bộ N. Các bạn. Và như đã nói, cái sự liên kết gen thì nó chứng tỏ rằng thứ nhất là gen nằm trên nhiễm sắc thể. Và thứ hai, nhiễm sắc thể chính là cái vật chất di truyền ở cấp độ tế bào. Nó bác bỏ những cái điều là một số các lý thuyết tự giờ nó cho rằng là trong nhân tế bào nó không có một cái vật thể cụ thể. Nhưng mà thực ra nó có một vật thể cụ thể, người ta gọi là nhiễm sắc thể. Từ vì đấy là những cái thể nó bắt màu với cái thuốc nhuộm kiềm tính. Thế thì cái hiện tượng liên kết này nó làm giảm cái số tổ hợp giao thể. Nhưng mà nó có một cái nghĩa là nó duy trì cái sự ổn định của cái nhóm gen liên kết nhất định, trên nó có cái vai trò rất là quan trọng trong chọn giống. Cũng như cái hiện tượng đa hiệu, hiện tượng duy trì liên kết ấy, nó làm cho một số gen, một nhóm gen nó liên kết tập với nhau, nên các cái tính trạng do chúng liên kết với nhau thì chúng sẽ đi kèm với nhau. Bởi vậy trong chọn giống người ta cũng tìm được một cái tính trạng nào đó thuộc cái nhóm này thì người ta biết rằng các tính trạng khác cũng có ở đâu đó, mà có thể nó biểu hiện hoặc là không biểu hiện, nhưng mà coi như ta đã tìm đúng đối tượng. Thế thì cái hiện tượng di truyền liên kết này nó có bác bỏ di truyền độc lập không? Nó không bác bỏ.
mà nó chỉ là bổ sung để làm phong phú cái phân hiệu độc lập của men đen thôi. Bởi vì trong cái trường hợp của men đen là các cặp gen này nó nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau, còn di truyền liên kết thì chúng nằm trên nhiễm sắc thể, trên chúng di truyền cùng nhau, còn bên này nó phân liên các độc lập với nhau. Trên khi liên kết thì nó chỉ tạo ra hai loại giao tử thôi. À, các bạn thấy. Chúng ta sang cái hiện tượng tiếp theo, đó là hoán vị. Hoán vị gen thì được thực hiện ở một cái pháp line phân tích khác, là đem line con ruồi cái F1 với con ruồi đực thân đen cánh cụt. Thì các bạn thấy là ở F2 người ta thấy có cái sự phân ly tạo thành bốn loại ruồi, nhưng không phải là tỷ lệ 1:1 mà nó tạo ra những tỷ lệ khác biệt. Trong đó có hai loại ruồi chiếm tỷ lệ lớn và hai loại ruồi mới chiếm tỷ lệ nhỏ. Đây là hai cái loại ruồi do tái tổ hợp mà tạo ra chiếm tỷ lệ nhỏ. Hay nói cách khác, hai cái loại ruồi chiếm tỷ lệ lớn này là có kiểu hình giống như là bố mẹ là các bạn. Còn hai cái loại ruồi sau này nó có kiểu hình khác của bố mẹ do cái sự tổ hợp mà tổ hợp tái tổ hợp nó tạo ra. Cái điều đó chứng tỏ rằng cái con cái F1 này, vì con đực này là cái con đực đồng hợp, đó, thân đen cánh cụt là nó là đồng hợp lặng. Bởi vậy trên là để tạo ra bốn loại ruồi, đương nhiên là anh này nó phải tạo ra bốn loại ruồi, à bốn loại giao tử. Trong đó có hai loại giao tử liên kết chiếm tỷ lệ lớn, còn hai loại giao tử hoán vị chiếm tỷ lệ nhỏ. À, mỗi một loại là 8,5%. Từ đó người ta đưa ra xây dựng cái sơ đồ kiểm chứng, thì người ta thấy là đúng như thế, mà nó đúng như thế. Bởi vì cái con ruồi cái này nó cho ra các giao tử liên kết b lớn và b nhỏ và nhỏ thành ra 41,5. Vâng vậy. Thì các bạn thấy một điều là như vậy. Và người ta ông gọi cái tần số hoán vị gen bằng tổng số giao tử được tạo thành do cái quá trình hoán vị, do cái trao đổi chéo. Cụ thể trong trường hợp này nó là 17%. Và nó là cái thước đo khoảng cách của gen. Thước đo khoảng cách của gen. Bởi vì các gen mà càng nằm xa nhau thì tần số trao đổi chéo càng lớn. Mà các gen càng nằm gần nhau thì tần số trao đổi chéo càng nhỏ. Hay là càng ít xảy ra. Từ cái phân tích cái thí nghiệm của Mendel, các bạn thấy chúng ta rút ra được cái gì? Chúng ta rút được thế nào gọi là hoán vị gen. Hoán vị gen chính là hiện tượng các gen ở trên nhiễm sắc thể này đổi chỗ cho các gen ở trên nhiễm sắc thể kia trong cặp tương đồng nhờ quá trình trao đổi chéo giữa các chromatid kháng nguồn gốc. Đây là hai nhiễm sắc thể tương đồng và đây là các chromatid kháng nguồn gốc, phải không? Kháng nguồn gốc hay là không chị em. Thì các bạn thấy một điều, tức là có sự trao đổi chéo giữa cái nhiễm chromatid màu vàng với màu tím, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ tạo ra hai chromatid mới, một nửa vàng nửa tím. À, đó là cái cơ sở để tạo ra các giao tử hoán vị, tạo ra cơ sở hoán vị. Còn hai cái loại ban đầu nó không xảy ra, bởi vậy nó là giao tử liên kết. Cái hiện tượng hoán vị này đôi khi nó mới xảy ra. Đôi khi nó mới xảy ra. Chứ không phải nó liên tục xảy ra. Chính vì thế mà số lượng giao tử hoán vị của nó bao giờ cũng nhỏ hơn 25% trong tổng số giao tử. Các bạn. Thế thì quá trình này nó xảy ra ở đâu? Thì nó xảy ra ở kỳ đầu của giảm phân một. Và cái sự hoán vị nó dẫn đến làm phá hủy cái nhóm liên kết của các gen.
Và cái quá trình này nó xảy ra có tính thuận nghịch. Có thể nó trao đổi rồi, xong nó trao đổi lại, trên nó lại trả về vị trí cũ. Cho nên cái chuyện đó người ta gọi là nó có tính thuận nghịch. Và cái sự trao đổi này nếu bình thường thì nó xảy ra giữa các cái đoạn tương đồng, chứ không phải là cái đoạn A nó trao đổi, nó bên này nó lại trao đổi đoạn B, không phải. Tức là nó xảy ra giữa các cái đoạn tương đồng với nhau. Các bạn. Như là nói trên, tự vì nó xảy ra trong một cái số các cái cái quá trình tái tổ hợp nó xảy ra trong một số lượng nhỏ. Thế trên là thường cái số giao tử của nó được hình thành do cái quá trình này nó chỉ ở trong cái, nó thường xảy ra với lại cái số là nhỏ hơn 25%. Và cái tần số hoãn thời gian cũng tính bằng cái giao tử được hình thành người ta sẽ. Cho nên người ta vận dụng cái tính chất này để thiết lập cái bản đồ di truyền. Và cái hiện tượng hóa thời gian làm tăng cái số tổ hợp giao tử, tăng cái biến dị tổ hợp, và nó cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho quá trình tiến hóa vận động. Thì cái hiện tượng như chúng ta nói, cái hiện tượng nó xảy ra trong giảng phân. Tuy nhiên ở các cái sinh vật nhân thực ấy, thì cái quá trình tái tổ hợp này đôi khi nó cũng xảy ra trong nguyên phân. Trong nguyên phân. Và trong cái trường hợp đó thì nó có thể tạo ra những cái trạng thái khác, người ta gọi là thể khác. Thì sau này chúng ta sẽ nghiên cứu sâu, nghiên cứu sâu. Ở trên chúng ta nói tức là người ta dựa vào cái tần số đa đổi chéo để thiết lập bản đồ di chuyển. Cái bản đồ di chuyển là gì? Đó là cái sự là một cái biểu diễn trên đường thẳng vị trí tương đối của các gen liên kết ở trên một nhiễm sắc thể. Hay người ta gọi là bản đồ gen. Và cái bản đồ di chuyển. Cái bản đồ di truyền này được một cái nhóm sinh viên dưới cái sự hướng dẫn của Morgan, mà đứng đầu là Alfred Steven. Thì Alfred Steven cũng như các bạn đã thực hiện cái quá trình nghiên cứu quá trình trao đổi chéo ở rừng rậm, và từ đó thì ông rút ra được tức là cái tần số trao đổi chéo thì nó phản ảnh cái khoảng cách giữa các gen. Các gen càng xa thì cái tần số đa đổi chéo càng cao, các gen càng gần thì tần số đa đổi chéo càng thấp. Bởi vậy cho nên ông ấy nảy ra cái ý định là xây dựng cái bản đồ di truyền, và đầu tiên là ở trên các nhiễm sắc thể của rùi giấm, bởi vì rùi giấm cái số lượng nhiễm sắc thể nó rất là ít, bởi vì bộ đơn bộ của rùi giấm n nó chỉ bằng 4 thôi, trên nó sẽ ra ngay. Bởi vậy những cái bản đồ đầu tiên là do cái nhóm sinh viên này nó tạo ra, nó xây dựng. Thì trên cơ sở của cái phương pháp của Steven thì đến sau đó thì cái phương pháp này được sử dụng để xây dựng bản đồ di truyền ở nhiều cái đối tượng rất khác nhau. Ví dụ như ở trên rùi giấm, cả chua, ngô hoặc là chuột thí nghiệm vân vân, thì họ xây dựng được những cái gen đó. Điều đó có nghĩa là họ phải nghiên cứu rất nhiều gen để mà chúng ta. Ở người chúng ta thì cho đến trước khi con người giải mã được bộ gen ấy, thì con người đã xây dựng được bản đồ di truyền của hai cái nhiễm sắc thể giới tính XY ở người. XY. Thế và nhưng mà cái việc xây dựng bản đồ di truyền đó nó cũng không thể hoàn hảo được, bởi vì nó không nghiên cứu được tất cả các gen ở trên một nhiễm sắc thể. Cho nên ngày nay nhờ cái phân tích cái gen cũng như giải mã di truyền bộ gen người thì người ta xác định được các gen đó nó ở đâu. Từ người ta giải mã di truyền là giải mã từng cái nhiễm sắc thể một, và các phòng thí nghiệm khác nhau thì chia nhau để mà giải từng cái đoạn một rồi nó ghép lại, cho nên là người ta biết. Tuy nhiên cái phương pháp của Steven ấy thì trong một thời gian rất là dài, từ đầu thế kỷ thứ 20 cho đến cuối thế kỷ thứ 20 nó được sử dụng, cho nên là nhiều phòng thí nghiệm người ta
người ta đã thành công trong cái việc xây dựng bản đồ di truyền này. Cái bản đồ này nó có vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu cũng như trong chọn giống. Từ vì thực ra khi người ta biết các cái gen này, người ta chủ động, cái người nghiên cứu là chủ động trong cái lai giống cũng như trong cái nghiên cứu đặc điểm di truyền này. Như vậy chúng ta có những cái phần tóm tắt về cái nghiên cứu cái phần này thì các bạn xem vào trong cái đề thôi. Thế thì qua cái hiện tượng nghiên cứu này thì các cái nhà nghiên cứu có thể là từ đó người ta vận dụng để người ta phát hiện ra các hiện tượng di chuyển liên kết của hoàn vị. Thì trong cái trường hợp phát hiện là cái chuyện khi nào là gen liên kết và khi nào là liên độc lập thì ta dựa vào cái phép đa phân tích. Trong trường hợp nếu phép đa phân tích cho tỷ lệ 1:1:1:1 thì đó là phân liên độc lập. Trong trường hợp nếu liên kết hoàn toàn thì nó cho tỷ lệ 1:1. Còn nếu trong trường hợp cho ra bốn cái nhóm nhưng trong đó có hai nhóm chiếm tỷ lệ lớn và hai nhóm tỷ lệ nhỏ thì đó là liên kết không hoàn toàn. Trường hợp trong cái trường hợp thứ hai trong di chuyển liên kết thì nó có nhiều kiểu liên kết khác nhau, ví dụ liên kết đồng hay người ta gọi là đồng hóa, hay liên kết chéo người ta gọi là dị hóa. Đồng hóa và dị hóa. Thế thì các bạn thấy một điều tức là trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là các cái loại giao từ liên kết cũng các cái loại giao từ hoán vị nó khác nhau. Nó khác nhau. Bởi vậy chúng ta có thể viết được các cái loại giao từ trong cái này. Và từ cái kiểu này thì các bạn thấy kiểu gen và kiểu hình của các cá thể F2 của nó trong các cái trường hợp đó cũng khác nhau. Cũng khác nhau. Cái điều đó các bạn đã làm các bài tập các bạn biết rồi. Thế cho nên là đây là những cái mà từ những cái quy luật trên, từ di truyền phân ly độc lập cho đến tương tác, cho đến liên kết của hoàn vị thì các bạn cũng rút ra được cái điều này. Và cái điều này các bạn đã được ứng dụng ở trong giải các bài tập về di truyền. Chúng ta sang cái phần tiếp theo đó là di truyền giới tính và liên kết với giới tính. Đây là một cái bài cũng khá dài. Tuy nhiên chúng ta chỉ gói gọn trong khoảng thời gian còn lại thôi. Thì câu hỏi cơ bản của phần này tức là chúng ta phải trình bày là khái niệm nhiễm sắc thể giới tính là gì và các cơ chế xác định giới tính và các kiểu xác định giới tính và di truyền liên kết với giới tính. Thì các bạn chú ý, chúng ta nói đầu tiên nhiễm sắc thể giới tính. Thì nhiễm sắc thể giới tính là gì? Nhiễm sắc thể giới tính là cái nhiễm sắc thể được biệt hóa để làm cái nhiệm vụ xác định giới tính. Các bạn được biệt hóa để làm cái nhiệm vụ xác định giới tính và cái nhiệm vụ này nó có nhiệm vụ là quy định giới tính của sinh vật, bởi vì trên nhiệm vụ giới tính thì nó có những cái gen làm cái nhiệm vụ xác định giới tính. Các cái nhiệm vụ giới tính này mới được phát hiện vào những cái năm thứ 20 của thế kỷ 20 rồi. Thì và cái nhiễm sắc thể đầu tiên người ta phát hiện ra nó đó là nhiễm sắc thể X. Lúc ban đầu nhiễm sắc thể X không được xác định cái chức năng và vì thế người ta đánh nó một cái dấu hỏi, đó là chữ X. Chữ X không phải là hình thái của nhiễm sắc thể, các bạn chú ý, nó là một cái dấu hỏi. Sau đó người ta mới tìm được cái nhiễm sắc thể tương đồng của nó, đó là nhiễm sắc thể giờ người ta gọi y. Thì cái nhiễm sắc thể tương đồng của nó thì người ta thấy người ta đặt cho nó cái tên là y. Đây là hai ký hiệu về cái cặp nhiễm sắc thể giới tính. Thường thì nhiễm sắc thể x thì gặp ở cả giống đực và giống cả, còn nhiễm sắc thể y thì gặp ở một dòng mà thôi, ở một dòng mà thôi. Tuy nhiên trong bộ nhiễm sắc thể ngoài cặp nhiễm sắc thể X, Y ra thì nó còn có những cái nhiễm sắc thể khác. Người ta gọi là nhiễm sắc thể thường. Và ký hiệu nó bằng chữ A các bạn. Và ở người chúng ta cũng ở nữ có cặp nhiễm sắc thể X, Y và ở nam cũng có cặp nhiễm sắc thể X, Y.
trong nhân tế bào các cái loài lưỡng tính thì người ta thấy không có cái nhiều đất trời này. À, thế thì cái việc mà có nhiễm sắc thể giới tính nó quy định cái tính trạng giới tính, nó khẳng định một điều, cái giới tính của các sinh vật là một tính trạng di chuyển, à, đúng không? Và chủ yếu là do nhiễm sắc thể giới tính quy định. Và sự phân ly cũng như tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể giới tính này ở trong giảm phân cũng như thụ tinh chính là cơ chế xác định giới tính của sinh vật. Và cái cơ chế này nó nhằm đảm bảo gì? Đảm bảo cái tỷ lệ các cái cá thể thuộc giống đực và giống cái nó xấp xỉ bằng một, bằng một một trên cái quy mô của loài. Cái điều đó được kiểm chứng bằng cái sơ đồ này. Đó. Kiểm chứng bằng sơ đồ. Thì các bạn thấy một điều, tức là như vậy rõ ràng là nhờ cái việc xác định giới tính, do nhiễm sắc thể giới tính quy định mà nó tạo ra cái tần số 11 này. Cái điều đó nó đảm bảo rằng cái loài đó nó có điều kiện để phát triển và tồn tại ở trong tự nhiên. Tại vì sao? Khi mà cái tỷ lệ giới tính này nó thay đổi, nó dẫn đến khủng hoảng về giới tính. Và khủng hoảng giới tính thì ảnh hưởng đến khủng hoảng về số lượng, ảnh hưởng đến dân số. Và cái sự ảnh hưởng này nó làm cho cái xã hội nó kém phát triển, kém phát triển. Ở người chúng ta ngày nay là do cái chính sách gọi là kế hoạch gia đình, cho nên nó cũng có làm thay đổi một cái cán cân dân số giữa cái tính nam và tính nữ. Qua sơ đồ này chúng ta thấy là trong một loài hay trong một quần thể thì số lượng các cá thể giống đực và giống cái là tương đương nhau. Nếu như số lượng cá thể giống cái tăng quá cao mà giống đực lại thấp, ngược lại giống đực quá cao và giống cái thấp thì sẽ mất cái cân bằng dân số. Và điều đó có nghĩa là cái chính sách một vợ một chồng không đảm bảo. Dựa trên tỷ lệ 1:1 này mà tất cả các nước, chứ không phải chỉ Việt Nam đâu, người ta quy định tức là cái hôn nhân là một vợ một chồng. Nếu như một người có nhiều vợ thì người cũng nhiều người nam, không có vợ, mà ngược lại. Trên các bạn thấy một điều đây là nó liên quan đến cái cân bằng của dân số, cân bằng dân số để đảm bảo được cái dân số. Và cái dân số ổn định nó liên quan đến sự phát triển của kinh tế xã hội, liên quan đến việc bảo vệ quốc gia. Và từ vì khi có các cái trẻ em sinh ra, khi người ta xây dựng gia đình được thì có các trẻ em sinh ra. Em sinh ra có nghĩa là nó cung cấp một cái nguồn nhân lực mới cho lao động sản xuất, đem lại của cả xã hội. Nó cung cấp một lượng một nhân lực để bảo vệ tổ quốc trước cái họa ngoại xâm, trước cái họa ngoại xâm. Trên đây cũng là vấn đề, nó có liên quan đến vấn đề dân số. Từ sơ đồ này các bạn nhìn thấy rằng là cái nhiễm sắc thể X duy nhất ở cái người con trai này nó từ đâu? Nó từ mẹ cho. Còn trong một trong hai nhiễm sắc thể X của người con gái thì do bố cho. Thế trên này một số tính trạng ở con trai là giống mẹ, còn một số tính trạng ở con gái lại giống bố. Chúng ta nói một số, tức là đa số thì nó giống mẹ hoặc là giống bố, nhưng có một số nó được di truyền chéo như vậy. Đấy, nó di truyền chéo như vậy. Thế trên cái chuyện đó chúng ta cũng không là gì, có những con trai nó có những đặc điểm rất là giống mẹ, hoặc là nó giống những cái tổ tiên nào đó. Ở trên cái chuyện đó cũng là bình thường. Chúng ta sang cái mục tức là các kiểu xác định giới tính. Thì trong các kiểu xác định giới tính nó có hai kiểu cơ bản, đó là dị giao từ đực và dị giao từ cái. Để phân biệt hai cái kiểu dị giao từ đực và dị giao từ cái này thì người ta xây dựng hai cái hệ thống. Hệ thống thứ nhất là theo kiểu XXXY, tức là hệ thống cơ bản. Thì trong cái kiểu XXY này nó có hai kiểu. Kiểu thứ nhất đó là kiểu dị giao từ đực XY, nghĩa là con đực của nó có bộ nhiễm giới tính XY và con cái là XX.
Còn kiểu thứ hai là con đực của nó là X0. X0 này đều đó có nghĩa là chỉ có một nhiễm về giới tính thôi, còn lại không có nhiễm về giới tính thứ hai. Chứ nó không nghĩa là cái chữ không này là không có gì. À, một lần chúng tôi đã hỏi thi, chúng tôi hỏi các bạn thế cái chữ X0 này, cái chữ không này nó có nghĩa gì? Các bạn nó không có gì. Không phải. Nó có, chỉ có không có nhiễm về giới tính mà thôi. Thì tùy theo đối tượng mà nó tuân theo kiểu XXXY hay là XX0. Cái X0 này thường gặp ở một số các cái bọn như châu chấu, rệp và bọ xít. Còn cái kiểu này nó khá phổ biến ở nhiều đối tượng. Và dù cách nào nó cũng cho tỷ lệ phân ly một đực một ở trong quần thể. Các bạn. Trên cái cơ chế là cơ chế chung, nhưng nó khác nhau ở các cái đối tượng sinh vật khác nhau một thôi. Cái hệ thống, cái kiểu thứ hai đó là dị giao từ cả. Dị giao từ cả. Thì cái này nó được để phân biệt với cái hệ thống cơ bản trên, thì nó thay bằng một cái hệ thống, đó là hệ thống Z và Z với đúc. Và cái hệ thống này cũng có hai kiểu. Kiểu thứ nhất là Z và Z với đúc. Trong trường hợp này các thể cái nó lại là Z với đúc, nó là dị giao từ. Còn cá thể đực nó lại đồng giao từ. Thì bọn này là ở các cái vật nuôi quanh mình, ví dụ chim hoặc là bướm hoặc là các loài cá vân vân, thì con đực của nó là Z và con cái nó là Z và đục. Còn ở một cái loài côn trùng đó là bọ nhạy thì nó là Z0, nó không có cái về đục. Nhưng mà tỷ lệ phân ly của nó cũng đảm bảo là 1:1. Ngoài những kiểu xác định giới tính ở trên ra thì người ta còn thấy có một kiểu khác do nhiễm xác định giới tính quy định, đó là xác định giới tính thì đơn bộ đực. Đơn bộ đực. Cái đơn bộ đực này nó có nghĩa một điều, tức là các bạn thấy một điều, tức là các cái trứng thụ tinh thì phát triển thành cơ thể cá. Ví dụ như là ở ong hoặc là kiến thì ông chú của nó với ông thợ là được phát triển từ cái trứng thụ tinh, còn ong đực lại phát triển từ cái trứng không thụ tinh. Trên con đực này là con đực đơn bộ nhưng nó vẫn có sản sinh sản bình thường. Và chúng ta đã nghiên cứu ở phần phát triển cá thể, chúng ta nói qua cái điều này rồi. Thế còn lại xác định giới tính ở thực vật thì người ta thấy ở các cái thực vật phân tính, tức là có đực có cái riêng, đặc biệt là các cái thực vật mà phân tính đơn gốc kháng gốc thì và các cái cây hai lá mầm thì người ta thấy là nó có những giới tính. Và chúng tôi đã từng làm những vật thể ở trên một số đối tượng, ví dụ trên hành hay trên các thứ, thì các bạn thấy một điều đó, chúng ta thấy là cái cây này nó có cái bộ nhiễm vật thể giới tính lưỡng bộ nhiễm vật thể 2N là 24, và trong đó thì có 22 cái nhiễm vật thể thường và có một cặp nhiễm vật thể giới tính, và có cây cái là XY của cây đực giống như là ở các cái động vật theo hệ XY. Và cái tỷ lệ phân ly giới tính ở trong loài cũng là 1:1. Ngoài cái việc xác định giới tính, do những xác định giới tính ra, thì nó còn có những kiểu xác định giới tính khác. Đó là xác định giới tính do gen. Đây là những cái gen quy định giới tính nhưng mà không nằm trên những giới tính. Hoặc ở loài nó không có những giới tính. À, các bạn, ví dụ như ở một cái cây gọi là Brioica dioica, thì giới tính nó do một cặp gen quy định. Trong đó M lớn, cặp gen đó có M lớn và M nhỏ, có Allen là M nhỏ. Thì các bạn thấy một điều, tức là những cái cây đực thì thường nó có kiểu gen là M lớn, M nhỏ. Còn cái nó là em mà nhỏ, em mà nhỏ. Bởi vậy khi mà cho giao phấn với nhau
thì chúng sẽ cho cái tỷ lệ đời con là một một, một đực một cặp. À, ở một cái loài cá xương là guppy, đây là một loài cá cổ sống ở trong một cái hồ rất nổi tiếng của châu Phi, thì người ta thấy rằng là cái gen quy định giới tính thì có một gen trội M và một gen đàn F, nó cũng giống như kiểu MN của mình thôi. Tức là từ gì chúng ta thấy một điều, tức là đây là do cái người đầu tiên người ta giải thích cái hiện tượng này và người ta đặt như thế, bởi vậy người ta cứ giữ nguyên chứ nó không phải là MN. Cá cái thì là đồng hợp tử lợn, em nhỏ em nhỏ, nhưng con đực của nó thì đều là dị hợp M. Và người ta thấy rằng là cái sự kết hợp của các cái cá thể này cũng cho cái tỷ lệ đực cái một. À, các bạn ở đây chúng ta thấy rằng là hai cái đối tượng này thì những cá thể đực nó đều là dị hợp. Và thế tại sao như vậy ạ? Thế còn những cái cá thể mà đồng hợp nó đi đâu? À, thì các bạn phải xem lại. Và ngoài ra nó còn có kiểu xác định giới tính trong môi trường. À, trong môi trường nó có thể xác định giới tính do cái yếu tố dinh dưỡng. À, yếu tố dinh dưỡng, ví dụ như ở một cái loài cây củ mài ấy, à, nó giống như là củ mài của ta thì khi yếu tố giới tính nó quyết định về cái trọng lượng, những củ to mà nhiều chất dinh dưỡng thì nó phát triển thành cái cây cải, còn những cái củ nhỏ mà ít chất dinh dưỡng nó phát triển thành cây đực. Và có một số loài động vật, ví dụ như chúng ta thấy chẳng hạn như là ở cá sấu hoặc cá rùa, thì cái nhiệt độ của môi trường nó có ảnh hưởng đến cái sự phân hóa giới tính. Người ta thấy ở những cái tổ cá sấu làm trên cao mà trong lòng tổ nó có nhiệt độ cao thì nó nở nhiều cái rồi. Còn nếu như nó làm ở thấp mà nhiệt độ trong tổ thấp thì nó mở ra nhiều cái rồi. Cho nên là tùy thuộc với con cá sấu mẹ nó làm tổ ở đâu mà cái lượng cá cái cá đực của nó thay đổi theo. Thì các bạn có thể search những cái tin này ở trên mạng để các bạn xem thêm. Chúng ta sang cái phần là di truyền lên các giới tính. Nói như vậy thì nhiễm tất cả giới tính nó quy định giới tính, và trên nhiễm tất cả giới tính nó có gen quy định giới tính. Và cái hiện tượng này là đầu tiên được Morgan phát hiện ở trên đường giống vào năm 1909. Cái chưa phải, tức là cái hiện tượng này nó phát hiện trước cái hiện tượng di truyền liên kết trên nhiễm tất cả giới tính. Các bạn. À, bởi vì ở rùi giống cái màu mắt của nó rất là dễ nghiên cứu và nó có hai cái màu chủ đạo là đỏ và trắng. Khi ông đem cái lai cái rùi cá mắt đỏ với rùi đực mắt trắng thì thấy một toàn là mắt đỏ. À, mắt đỏ. Và đây là cái tính chẳng trội. Và khi F1 lai với nhau thì nó thu được là 3 đỏ một trắng. Nhưng có một điều kiện đặc biệt, tức là cả cái rùi đường mặt trắng đều là con đực cả, chứ không có con cái nào, nó không có con cái. Cho nên là cái điều đó nó nói một điều gì? Có cái sự phân hóa về giới tính, cái sự phân hóa về giới tính ở cái con rùi này. À, nhẽ ra nó phải có một đực một cái thôi, nhưng bây giờ nó lại ba mắt đỏ một mắt trắng, mà tất cả cái rùi mặt trắng này là con đực. Cái điều đó được giải thích rằng là các cái gen quy định màu mắt nằm trên những giới tính, và nó chỉ có trên những giới X nhưng nó không có trên Y, bởi vì ở rùi giống thì nhiễm sắc Y nó không bằng gì, nó không bằng gì. Điều đó kiểm chứng bằng cái sơ đồ lai thuật, và chúng ta thấy nó thu được cái kết quả tương ứng. Trong bốn cái loại rùi này thì chúng ta thấy một điều, tức là các bạn thấy một điều tức là những cái con cái là hoàn toàn mắt đỏ, con đực thì có một nửa mắt đỏ nhưng mắt trắng. Thế trên các bạn thấy một điều, chúng ta thấy thế điều này nó bắt buộc, tức là ông phải lai cái phép lai nghịch bằng cách là cho con, đây là con cái mắt đỏ, thì bây giờ chúng ta thay con cái này bằng con đực.
Thì trong trường hợp này người ta lấy con cái là con đực mắt đỏ lai với con cái mắt trắng. Thì em một thì nó đã phân hóa giới tính luôn. Tức là em một thì tất cả con cái đều là mắt đỏ và con đực đều là mắt trắng. Phân đi từ lệ một một. Trên nó có xuất hiện cái hiện tượng di chuyển chéo. Vì cái dấu hiệu màu đỏ này của bố thì truyền cho con cái. Còn dấu hiệu trắng này của mẹ truyền cho con trai. Đó, truyền cho con trai. Phân di chuyển chéo. Và ở F2 này xuất hiện 4 lôi rời với tỷ lệ phân ly 1-1-1-1. Như vậy cái gen giới tính này nó cũng phân ly độc lập với giới tính. Nhưng có một điều là cứ một con cái mắt đỏ thì có một con cái mắt trắng. Có một con đực mắt đỏ lại có một con đực mắt trắng. Trên cái tính trạng nó biểu hiện nó không theo cái quy luật Mendel đề. Mà nó phân ly cũng không theo cái hoán vị gen. Mà nó phân ly như là theo mọi cách khác. À, như vậy thì cái phép lãnh nghịch của phép lệ thuận này, cái kết quả nó khác nhau. Phụ thuộc cái gì? Phụ thuộc vào con nào có mắt trắng, con đực có mắt trắng hay là con cái có mắt trắng. À, con cái mắt trắng. À, thế thì là từ đó chúng ta có sơ đồ lai kiểm chứng này. Các bạn có sơ đồ lai kiểm chứng này thì các bạn thấy là chúng ta cũng thu được như thế, cứ một con cái mắt đỏ thì một con cái mắt trắng và có một con đực mắt đỏ thì có một con đực mắt trắng. Thế cho nên đây cũng là một cái kết quả và nó được biểu thị bằng cái sơ đồ này. Đây các bạn thấy. Thế thì ở người có hiện tượng di chuyển liên kết giới tính không? Người ta thấy là ở người cũng có cảm nhận về giới tính tương tự như rồi giống là XX ở nữ, XY ở nam. Và trên những cái giới tính của người cũng có mang gen. Chính vì thế mà có hiện tượng di chuyển đến cái giới tính. Tuy nhiên cái sự di chuyển đến cái giới tính ở người nó khác với đồi giống ở nhiều điểm. Do vì thứ nhất là trên nhiễm chất thể Y của người nó có mang gen. Thứ hai là các cái gen đó nó được phân bố ở nhiều cái vị trí khác nhau và nó tạo ra một cái phần tức là không tương đồng, tức là có trên Y mà không có trên X và ngược lại. Còn có cái phần tương đồng nghĩa là có cả cái gen nó có cả trên X và Y, và vì thế nó dẫn đến một hiện tượng tức là cái gen đó nó chỉ biểu hiện ở một giới hay nó biểu hiện cả hai giới, cho nên người ta gọi là liên kết hoàn toàn với X, liên kết hoàn toàn với Y, hay nói tóm lại liên kết hoàn toàn với giới tính và liên kết không hoàn toàn với giới tính. Cái điểm thứ ba là khác biệt, tức là nhiễm chất thể X mang một số lượng ở người có một số lượng gen lớn hơn nhiều so với nhiễm chất thể Y. Cụ thể cho đến nay ta thấy trên nhiễm chất thể X người có đến 1.200 gen, nhưng ở nhiễm chất thể Y nó chỉ có 200 gen mà thôi. Tức là 1/6. Vì thế để bù trừ cái liều lượng gen giữa nam và nữ thì một trong hai nhiễm chất X ở người trong cái quá trình hoạt động thì nó bất hoạt, nó không hoạt động. Trong quá trình phát triển cơ thể thì nó dần dần nó sẽ không hoạt động. Và nó hình thành những cái vật thể nằm ở trong nhân kỳ nghỉ, gọi là vật thể 3. Đây là cái tên của tác giả phát hiện ra cái vật thể đó. Do một trong hai nhiễm tích không hoạt động, trên các cái gen ở trên nhiễm tích thể hoạt động còn lại nó sẽ biểu hiện dù nó là trộn hệ lận. Các bạn thấy không? Trên nhiều khi một cái gen lận nằm trên nhiễm tích X đó, nhưng nó vẫn biểu hiện. Bởi vì thứ nhất nếu nó nằm ở cái đoạn mà tương đồng thì đáng lẽ nó phải có cái allele tương ứng để nó tương tác và hình thành những trạng. Nhưng trong trường hợp nó chỉ có một mình nó thôi, cho nên là nó có thể biểu hiện cả trộn và lộn. Và nói như vậy thì các gen nằm ở phần tương đồng của cái nhiễm chất thể giới tính này thì nó có thể đổi trộn cho nhau, cho nên nó di truyền giống như cái tình trạng liên kết trên nhiễm chất thể giới tính. Thế thì những cái gen nào
nó nằm trên nhiễm thức thể tương, nằm trên phần tương đồng giữa x, y. Những cái gen nào nằm ở phần không tương đồng chỉ có trên x mà không có trên y, hoặc ngược lại. Thì ở dưới này các bạn nhìn thấy một số các gen liên kết hoàn toàn trên nhiễm x, ví dụ như bệnh mù màu đỏ lục, bệnh máu khoản đông, bệnh keo cơ Duchenne. Rồi chỉ có trên y, ví dụ như là tật dính ngón tay 2-3, rồi tật có túng lông ở tai. Đây là cái gen chỉ có y, nó chỉ truyền cho con trai mà thôi. Rồi các cái gen liên kết không hoàn toàn với giới tính, ví dụ các cái gen gây ra cái mù, bệnh mù hoặc là bệnh khô da sắc tố, là những cái gen nó có cả XY. Bởi vậy mặc dù nó trên nhiều giới tính nhưng nó biểu hiện bệnh này có cả ở trên nam và nữ. Như vậy toàn bộ cái phần di truyền giới tính và liên kết giới tính thì các bạn thấy là nó có một cái tóm tắt sơ lược, giới tính là một tính trạng di truyền và chủ yếu là do những cái giới tính quyết định. Ngoài ra nó có thể do gen hoặc là do môi trường. Sự di truyền giới tính để đảm bảo cho cơ chế phân ly hay phân hóa giới tính là luôn luôn là một trong loài. Sự di truyền liên kết tính là cái hiện tượng di truyền và tính trạng thường và đi kèm với giới tính. Và người ta có thể phát hiện nó bằng các hiện tượng khác biệt như di chuyển chéo hoặc là phân hóa giới tính trong con lạc ở các phép lạc. Có nhiều kiểu di chuyển giới tính khác nhau ở các cái đối tượng sinh vật khác nhau. Nhưng tùy loài sinh vật mà nó kiểu xác định theo hệ thống XY hoặc hệ thống ZZ và đúng. Và nó có thể xác định theo kiểu XY hoặc XX0, vân vân. Và ở người cũng có hiện tượng di chuyển liên kết giới tính, nhưng cái sự di chuyển liên kết giới tính của người nó khác với các sinh vật khác do những cái đặc điểm riêng trong cấu trúc của các sinh vật giới tính, cũng như đặc tính hoạt động của nó ở người. À, như vậy chúng tôi thống kê lại để các bạn nắm được những cái điều mấu chốt. Ngoài cái hiện tượng di chuyển liên kết giới tính, nó còn có hiện tượng là các dấu hiệu phụ thuộc vào giới tính. Trong các cái dấu hiệu phụ thuộc thì nó còn lại phân lại, tức là các dấu hiệu tức là phụ thuộc và các dấu hiệu bị giới hạn vào giới tính. Các dấu hiệu phụ thuộc là những dấu hiệu mà sự biểu hiện của nó phụ thuộc vào cái giới tính của cá thể mang nó. Ví dụ, chẳng hạn như cái tập thói đầu của người, thì người ta thấy cái gen hói đầu này nó có cả nam và nữ, nhìn các bạn, nhưng nó chỉ trội ở nam thôi do cái hormone sinh dục của nó, cái testosterone nó. Còn nó lại ngược lại, nó lại lặn ở nữ. Chân dù nó là gen trội thì nó vẫn lặn ở nữ, tức cái biểu hiện tính trạng lặn của nó, nó lại biểu hiện nữ. Đó là nguyên nhân do cái tương tác của gen với hormone này, cái estrogen của nữ. Trên này thường người ta thấy cái tật hói đầu này xảy ra ở nam, tức là người nam bị hói, chứ người nữ không có hói. Đó, người nữ không hói. Cái cô nào mà tráng cao á, cái điều đó chứng tỏ nó mang gen trội. Đó. Nhưng nó chỉ mức độ là tráng cao mà thôi. Và người chúng ta, người Việt Nam chúng ta nhìn cái tráng cao thì bảo, cô này là tính tình hơi bướng đó. Nó hơi hói đầu. Nó hơi hói. Cũng tương tự như ở các gia súc có sừng cũng vậy. Phải không? Cái gen hát nó quy định cái tình trạng có sừng. Nhưng mà nó chỉ trội ở con đực mà không trội con cái. Những con cái nào mà có kiểu gen đồng hợp trội thì nó cũng có tí sừng. Mà, hoặc cái sừng của nó là biến dạng cong que, chứ nó không kềnh càng và to lớn như là ở con đực. Và cái dấu hiệu có sừng này nó cũng thể hiện cái tính chất, cái tính đực của nó. Và trên ví dụ như con đực càng to thì cái biểu hiện giới tính của nó càng rõ rệt, càng mạnh mẽ, càng mạnh mẽ. Trên ví dụ như các bạn thấy ở các cái loại sinh vật có sừng khác, chẳng hạn như bọn hươu nai thì những cái con sừng của nó, tức là cái gạc của nó to và nó phân nhánh rất là mạnh.
nó rất là mạnh. Và cái điều đó nó thu hút, nó cũng là một dấu hiệu thu hút các con cái. Và những con mà càng cái sưng nó càng lớn thì nó có một sức lực mạnh hơn trong cái việc đấu tranh và sinh tồn để đảm bảo cái sự giao phối và sinh ra cái thế hệ con khỏe mạnh. Ngoài những tượng này thì chúng ta thấy là có cái hiện tượng di truyền ngoài nhân sắc thải. Và đây là những cái yếu tố di truyền nó không nằm trên nhân sắc thải mà nó nằm ở trong tế bào chất. Chúng ta còn gọi đó là di truyền tế bào chất. Thì các cái gen này nó có thể nằm ở trong các cái cơ quan, các cái bầu quan đặc biệt, ví dụ ti thể lập thể hoặc là các cái đơn vị di truyền tự do trong tế bào chất. Thì các bạn biết cái đối tượng nào nó có những cái đơn vị di truyền nằm trong tế bào chất không ạ? Thì các bạn phải xem lại. Và đúng như thế. Tại vì ở các cái vi khuẩn thì nó chưa có nó cái nhiễm sắc thể của nó riêng, và là các plasmid nó là riêng và là cái đơn vị di chuyển riêng. Ở trên là nó quyết định cái sự di chuyển đó. Ở trên các bạn cũng chú ý. Tại vì nhiều khi tức là ví dụ giáo viên ta hỏi nó bất ngờ thì nhiều khi chúng ta là không kịp cái phản ứng. Và trên là cái kiến thức này chúng ta phải nhớ rằng là nó cũng là một kiến thức làm nào chúng ta duy trì nó ở dạng sống thì chúng ta mới có khả năng tức là nắm được những cái thông tin chung. Như vậy chúng tôi đã trình bày các bạn và cuối cùng thì chúng tôi gửi các bạn về cái câu hỏi lượng giá. Thì trong này các bạn cũng thấy trong bài của chúng ta nó cũng có, cho nên các bạn cứ theo đó. Và chúng ta như vậy trong bài này cho đến lúc này chúng ta kết thúc cái bài ở chỗ này, và chúng tôi thống kê lại để các bạn nắm được